Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh Bếp Út Quỳnh 69. Và hôm nay mời cô chú anh chị cùng vào bếp với Quỳnh mình làm món tôm càng sốt bơ tỏi nha. Cả nhà có ai ghiền mấy cái món mà sốt bơ tỏi như Quỳnh không? Nay lại lên cơn thèm, vậy là Quỳnh làm món tôm càng sốt bơ tỏi cho nó béo béo bùi bùi, chấm cùng bánh mì ha, ăn cho nó đã luôn. Nguyên liệu chính cho món này là Quỳnh sử dụng tôm càng nè, rồi bơ với tỏi là chắc chắn phải có ha, rồi khoai lang, khoai tây với lại sữa tươi. Ăn kèm thì Quỳnh sử dụng bánh mì nha cả nhà. Phần tôm càng thì Quỳnh rửa sạch rồi lột vỏ ra, mà tôm càng là lột sao mà vẫn còn nguyên cái đầu nha, chứ con tôm càng mà ngắt cái đầu ra là hết ngon luôn đó cả nhà ơi. Tiếp theo là Quỳnh sẽ sơ chế phần khoai. Thì khoai Quỳnh sẽ gọt vỏ ra, sau đó Quỳnh đưa đi sắt hạt lựu. Cái này thì sắt hạt lựu nó nhanh chín, nhanh mềm nữa. Với cái món này Quỳnh sử dụng khoai thì nó có tác dụng là béo béo, bùi bùi, ăn nó cũng ngon lắm. Mà nếu như mọi người không thích khoai thì có thể thay thế bằng bắp nè, bắp Mỹ, là ăn nó cũng ngọt ngọt, ngon ha. Với cái món tôm càng sốt bơ tỏi này thì con tôm nó dai ngon mà có khoai kết hợp với sữa nữa nè, nó béo béo bùi bùi mà cái mùi bơ tỏi nó rất là thơm luôn. Món này nếu nhà nào mà có em bé thì nên thử làm một lần xem sao ha, Quỳnh nghĩ là bọn nhỏ rất là thích món này. Món này Quỳnh thấy làm cũng khá là nhanh đó cả nhà ơi. Thay vì tôm càng thì Quỳnh thấy tôm thẻ hay là tôm sú thì vẫn có thể làm món này được nha. Vì Quỳnh thấy chỉ cần là tôm thôi là sốt bơ tỏi lên là cực kỳ ngon rồi, không có nhất thiết là phải tôm càng đâu. Và phần quan trọng chắc chắn phải có đó là tỏi bằm ha. Quỳnh sẽ bằm hơi nhiều tỏi một chút là vì cái này nhiều tỏi thì nó sẽ thơm ngon hơn đó. Quay qua thì Quỳnh sẽ trụng củi này và làm nóng chảo trước. Sau đó thì Quỳnh rứt một miếng bơ vào ha. Cái này bơ Quỳnh cũng cho nhiều một xíu này. Có thể sử dụng là một hộp bơ nhỏ luôn đó cả nhà ơi. Rồi bơ tan hết rồi ha, thì Quỳnh sẽ cho hết phần tỏi vào và phi cho thơm giòn vàng lên. Sau đó Quỳnh sẽ vớt hết cái phần xác tỏi ra và tiếp tục cho phần khoai vào. Tới đây là cái mùi bơ kết hợp với mùi tỏi cháy nữa ha, trời ơi ta nói thơm nức mũi luôn. Căn căn tỏi vừa vàng giòn rồi thì Quỳnh sẽ vớt ra và cho khoai vào ha, chứ để mà lâu một xíu thôi là nó cháy hết trơn đó cả nhà. Quỳnh sẽ đảo khoai cho đều tay, rồi sau đó Quỳnh cho sữa tươi vào này. Tiếp tục thì Quỳnh sẽ nêm phần gia vị đường này, hạt nêm với lại bột ngọt. Phần đường thì Quỳnh có cho nhiều hơn một chút nha, là vì với cái món này đặc trưng của nó là ngọt ngọt béo béo.
Canh cái lúc mà khoai chín rồi thì Quỳnh sẽ cho tôm vào ha. Tôm đảo đều một lúc. Rồi nếu mà phần nước chưa có sệt á thì Quỳnh sẽ sử dụng thêm bột năng. Tùy nha mọi người. Ví dụ như mình sử dụng bắp á thì cái phần nước này thường là lỏng này. Thì cho bột năng nhiều hơn chút là nước nó sẽ sệt sệt lại. Còn hôm nay á, Quỳnh sử dụng là khoai, cho nên là trong cái khoai là nó đã có độ bột riêng rồi. Nó cũng hơi sệt sệt rồi, nên Quỳnh cho có một xíu bột năng nữa thôi là nước nó vừa ăn ha. Sau khi thành phẩm rồi á thì Quỳnh sẽ cho vào tô và Quỳnh trang trí thêm một ít xà lách cho nó đẹp ha. Thực sự là cái món này khói bốc lên nó thơm lắm luôn đó cả nhà. Hương thơm rất là cuốn nha. Thơm tới đâu thì thơm chứ đừng có quên rắc tỏi phi vào nha cả nhà. Hồi nãy phần tỏi này để riêng này, thì bây giờ Quỳnh mới rắc lên cho nó vừa trang trí đẹp mà vừa thơm vừa ngon nữa. Với lại phần tỏi nó sẽ không bị mềm á. Và bây giờ trên bếp còn một ít than thì Quỳnh sẽ tận dụng và nướng sơ mấy cái bánh mì này cho nó giòn giòn, ăn cho nó ngon. Bây giờ mời cả nhà thưởng thức món tôm càng sốt bơ tỏi cùng Quỳnh nhé. Quỳnh cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của Bếp Út Quỳnh 69 và mong rằng sẽ gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau. Nếu mọi người cảm thấy video của Quỳnh hay và ý nghĩa thì cho Quỳnh một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nha.